Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring có giảm xóc Zan XCR3700. Đây một mẫu mà các bác rất mong chờ. Sử dụng nguyên bộ cấu hình của DOG và SLX. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe có màu đen xám và màu trắng. Zan XCR3700 các bác nhé. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Em đánh giá chiếc xe trên 85% về độ mới và chất lượng. Dây âm sườn cao cấp. Chiếc xe cao cấp với được trang bị dây âm sườn. Vẫn là bộ khung của Alux. Cho bộ khung của xe này rất nhẹ và bền các bác nhé. Cọc yên nguyên bản của Zan. Yên cũng của Zan. Nguyên zin nguyên bản theo xe. Rất là mới các bác nhé. Yên rất mới. Đây là một dòng touring có giảm xóc mà phù hợp các bác đi những địa hình mà gập ghềnh như kiểu đồi núi và cả đường trường, đường đô thị. Cái xe này phù hợp. Bộ tay bấm xả cao cấp của SLX. SLX hết các bác nhá. Bên này bên tay lắp bên bộ tay bấm xả bên đĩa. Bên líp. Đây bên đĩa. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Zan. Có khóa sóc đây. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Tay nắm rất là êm các bác nhé. Đây là giảm xóc nguyên bản của Zan. Nguyên bản theo xe. Lốp maxi. Vâng, và em sẽ quay thông số lốp. Vâng, lốp có thông số là 700 x 38C. Lốp còn rất là mới các bác nhé. Các bác có thể nhìn gai đây. Rất là mới. Bộ vành. Bộ vành nguyên bản của Zan. Nguyên bản của Zan. Mayer của Zan. Nguyên bản theo xe. Bộ phanh dầu thủy lực. Phanh đĩa dầu của Shimano. Đây là lốp sau. Vành sau. Cũng một của Zan nguyên bản theo xe các bác nhé. Đùi đĩa của Shimano. Đùi đĩa trục rỗng. Hai tầng. Đùi đĩa nhôm.
giá được bình nước cao cấp của Gian đây, nguyên bản theo xe. Vâng, và xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 10 thùng lít và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Khung xe ghi size M, bây giờ mình sẽ đo size đứng. Size 48. Phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m73. Gạt đĩa của Shimano LX. Giờ em sẽ đánh giá chuyển động của xe. Sử dụng nguyên bộ group của DOJ và SLX. Chủ đề của DOJ. Liên lip. Xuống lip. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Rất là trơn tru. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Xuống đĩa, lên đĩa. Gạt đĩa ở Shimano LX. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian XCR 3700, một dòng touring cao cấp có giảm xóc của Gian. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 11 triệu. Miễn phí ship toàn quốc 71 năm. Các bác quan tâm anh nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những chiếc xe về tại cửa hàng em. Tôi xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.